Vì vào những ngày cuối năm, mọi miền đất nước đang nô nức chuẩn bị đón chào một năm mới, thì cũng là lúc mà thời tiết ở vùng Tây Bắc trở lạnh, rét buốt, nhiệt độ thậm chí là xuống dưới 10 độ C. Trẻ em đến trường vất vả hơn, giấc ngủ đêm khuya cũng chập chờn vì thiếu mảnh chăn ấm. Với mong muốn giúp cho các em có một mùa xuân mới vui tươi, ấm áp, chương trình Áo Ấm Mùa Đông do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức vừa trao tặng hơn 1.200 chăn áo ấm và 600 phần quà giá trị hơn 170 triệu đồng cho các em học sinh tại xã vùng cao Sùng Đô, tỉnh Yên Bái. Và sau đây là những ghi nhận mới nhất từ chương trình. Đây là những hình ảnh cảm động trong chương trình Áo Ấm Mùa Đông vừa được tổ chức tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lô, tỉnh Yên Bái. Hơn 1.200 chăn áo ấm và 600 phần quà trị giá hơn 170 triệu đồng được trao tận tay các học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Doanh nhân 2030 đã đem đến cho các em học sinh của xã Sùng Đô những tấm chăn, những tấm áo ấm tình người vào những ngày mùa đông giá lạnh này, trong dịp chúng ta chuẩn bị đón xuân năm mới. Đây là một cái nghĩa cử hết sức cao đẹp. Những món quà thiết thực này sẽ giúp các em có được một năm mới tươm tất và ấm áp hơn. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi thời tiết miền Bắc đang trở lạnh, với nền nhiệt không ít khu vực dưới 10 độ C. Mới đến đây một ngày thôi và Kim chỉ ở đây một ngày một đêm thôi, mà Kim đã cảm thấy như vậy thì Kim suy nghĩ là tất cả những người dân ở đây và những em bé ở đây, cuộc sống của họ khó khăn và khắc nghiệt như thế nào. Và Kim hy vọng là sắp tới đây sẽ có rất là nhiều người, những mạnh thường quân sẽ đến đây để giúp các em, để cái đời sống của các em có thể tốt hơn. Xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cao hơn 1.200m so với mặt nước biển. Đây là địa phương vùng sâu vùng xa với hơn 98% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Năm nay, mùa xuân nơi rễ cao đang trở nên ấm áp hơn với những hoạt động chung tay thiết thực từ cộng đồng.